Hello mọi người, thì tiếp tục cái chủ đề mà giải độc ghim Việt ngày hôm nay thì mình sẽ trả lời một câu hỏi mà mình nhận được sau khi mình làm cái video vẽ chuyện là nhịn ăn để giảm cân, review giảm béo, chuẩn y khoa gì đó thì mình có đưa ra rất là nhiều những cái kiến thức về mặt gọi là intermittent fasting, về mặt nhịn ăn gián đoạn hay nhịn ăn cách quả nó sẽ có những lợi thế gì và đồng thời là nó sẽ giúp các bạn có thể có thể nha, giảm cân được như thế nào thì rất là nhiều bạn cũng gửi câu hỏi cho mình là tại vì rất là nhiều anh idol hay youtuber nào đó huấn luyện viên online nào đó chia sẻ là nhịn ăn thì nó dễ bị mất cơ thì mình phải nói với các bạn ấy kiến thức không phải sinh ra để hù dọa những cái hù dọa như là không ăn sáng tăng mỡ 40% hay là kiểu mà nhịn ăn sẽ mất cơ là những cái người mà người ta không có kiến thức thì người ta mới phải hù dọa các bạn thôi mình nói một cái như thế để các bạn phải xét là không có cái gì mà dễ dàng xảy ra đối với cơ thể của các bạn, một cái cỗ máy sinh lý học rất là kỳ diệu, một cái hệ thống sinh học có tính thích nghi siêu đẳng và một cái hệ thống vô cùng phức tạp và không phải là các bạn gọi là muốn mất cơ mà nó dễ hay là không phải các bạn muốn tăng cơ mà nó dễ, nó nằm một cái chuyện là homeostasis tức là cái cân bằng nội môi của các bạn và những cái người mà nói nhịn ăn mà dễ mất cơ thì người ta còn chưa hiểu thế nào là nhịn ăn và người ta còn chưa hiểu thế nào là xây dựng cơ bắp mình không biết các bạn đó là huấn luyện viên online là idol là kiện tướng thể hình hay là các vận động viên thi đấu hay là cái gì đi chăng nữa nhưng người ta nói nhịn ăn phải mất cơ có nghĩa là người ta không hiểu về nhịn ăn cũng đồng thời không hiểu về xây dựng cơ bắp luôn thứ nhất ấy, intermittent fasting ấy nó chỉ là một cách thức để bạn thực hành dinh dưỡng để bạn chia thời gian bữa ăn này để bạn sắp xếp bữa ăn này để bạn co cái thời gian ăn lại theo những cái cách thức thực hành khác nhau và nó có rất là nhiều những cách thức thực hành của intermittent fasting và nó không bắt buộc phải cắt giảm calorie các bạn cũng phải biết những cái người như là jason fung hay là những cái người mà theo cái trường phái là gọi là chữa bệnh béo phì ấy giúp đỡ rất là nhiều người béo phì và giúp đỡ thành công nha nhờ intermittent fasting là người ta không có cắt giảm calorie người ta có những cái cách thực hành như là năm hai hay là người ta có những cái cách thực hành như là alternate day tức là uh, thực hành cách ngày hay thậm chí là 16 8 một cách rất là quen thuộc hay thậm chí là 18 6 hay thậm chí là OMAD tức là chỉ ăn một bữa thôi thì nó không phải nhằm là bắt buộc phải cắt giảm calorie và các bạn cũng biết rồi khi mà không cắt giảm calorie thì nó không có ảnh hưởng cái tổng gọi là lượng tiêu thụ năng lượng hàng ngày của các bạn thì nó không có ảnh hưởng đến nhiều đến quá trình mà anabolic hay catabolic thì cái chuyện nhịn ăn ấy nó không có mặc định là uh, dẫn tới cái chuyện là mất cơ hay dẫn tới cái chuyện là dễ mất cơ, nó không có những cái nghiên cứu nào chứng minh cho chuyện này và mình cũng đã làm bài blog ở trên website rồi. Mình dẫn ra rất là nhiều nghiên cứu để các bạn phải hiểu là thậm chí là trong một vài ngày đầu khi mà các bạn gọi là tập thực hành nhịn ăn gián đoạn chẳng hạn ấy thì tất cả những cái hệ thống trao đổi chất của bạn hay hệ thống hormone của bạn thì cơ thể nó thích nghi với chuyện bạn thay đổi như thế thì nó còn tăng cường trao đổi chất cơ các bạn nếu mà các bạn đọc cái bài blog của các bạn sẽ rõ thôi và nó còn nằm một cái chuyện nữa là cái chuyện mất cơ hay chuyện xây cơ ấy, cái chuyện anabolic và cái chuyện catabolic ấy là nó luôn luôn xảy ra luôn luôn diễn ra là tại vì cơ thể chúng ta trao đổi chất là gì trao đổi chất chỉ bao gồm hai quá trình là anabolic và catabolic thôi tức là nó luôn luôn có hai cái quá trình nó diễn ra và phải làm như thế thì chúng ta mới có được năng lượng và mới có thể có thể xây dựng cái khối cơ bắp của các bạn các bạn phải biết là dễ mất cơ là dễ mất cơ là dễ mất cơ như thế nào nó là tăng catabolic đúng không các bạn phải biết là catabolic là cái quá trình mà cơ thể gọi là phân giải những cái phân tử phức tạp thành những cái phân tử đơn giản và nó giải phóng năng lượng thì nhờ catabolic chúng ta mới có được năng lượng để hoạt động và chúng ta tập luyện là để phá vỡ cơ bắp sau đó chúng ta bồi đắp bằng dinh dưỡng thì cơ bắp nó tăng trưởng mà thực sự ấy nếu mà bạn hiểu về sinh lý học thì cái quá trình catabolic là cái quá trình mà nó rất khó xảy ra theo cái chiều hướng là nó đi xuống sâu hơn tức là nó tăng catabolic nên lên cao hơn thực sự là như thế để một cái cơ chế rất là đơn giản là cơ thể chúng ta phải có cái cơ chế như thế để bảo vệ bản thân trong những cái quá trình hay là trong những cái điều kiện mà chúng ta bị bỏ đó hay chúng ta bị lạc vào hoang đảo thì cái phần cơ bắp là cái phần mà mất đi sau cùng nó không có dễ bị mất cơ bắp hay không nó không có dễ mà theo cái dạng là à, bạn nhịn ăn hay bạn bị bỏ đói mà cơ bắp nó sẽ biến mất là tại vì ấy, chúng ta cần cơ bắp để có thể săn bắt để có thể hái lượm để có thể tìm kiếm thức ăn nên cơ thể nó sinh ra cái cơ chế để kháng lại cái chuyện đó và bạn nào mà học về thực hành dinh dưỡng thì các bạn cũng biết rồi là trừ khi bạn thực hành rất là ngu ngốc trong cái chuyện giảm cân thôi thì cái chuyện cơ bắp của bạn mới mất đi theo cái chiều hướng là sụt rất là nhanh còn bao giờ cái lượng cơ bắp mất đi thì nó cũng rất là ít so với cái lượng mà chất béo bạn mất đi hay là cái lượng mà nước bạn mất đi đây là những cái kiến thức rất là căn bản về mặt dinh dưỡng thôi và rất là căn bản về mặt sinh lý học nhưng mà do những cái anh đó là anh còn không hiểu những cái căn bản ấy nên anh cứ gọi là chia ra cơ thể chúng ta theo rất là vật lý theo cái dạng là uh, dị hóa là nó chỉ có dị hóa thôi còn đồng hóa nó chỉ có đồng hóa tách bạch ra như thế nhưng nó không tách bạch dị hóa ra sau đó sẽ đồng hóa đồng hóa ra sau đó sẽ dị hóa và hai quá trình nó nó là song song với nhau chứ nó không phải theo cái kiểu là cơ thể cứ phải dị hóa ra xong mà đợi đồng hóa nó không có đợi chờ như thế, cũng như trong cái chuyện sử dụng năng lượng là không có đợi là. Uh hết tinh bọt rồi mới dùng mỡ hay là không có đợi hoặc là hết mỡ mới dùng cái chất đạm và nó luôn luôn có cái cơ chế bảo toàn cái lượng cơ bắp của bạn và cơ bắp của bạn thì thực sự là nó rất là khó mất trừ khi là bạn bị ung thư này trừ khi bạn bị tai nạn trừ khi bạn bị phỏng trừ khi bạn bị những cái gọi là rất là đột ngột theo cái hướng tai nạn như thế còn một cái người bình thường ấy kể cả là chúng ta tập luyện hay kể cả chúng ta gọi là uh, hướng tới cái mục đích là tăng cường cơ bắp ấy thì chúng ta thường thường là để ý tới cái khía cạnh là anabolic tức là khía cạnh mà tăng cái đồng hóa tại sao à, chúng ta lại có những cái chất như là anabolic steroid là để tăng cái đồng hóa nó lên để chúng ta có được cái lượng net protein tức là cái lượng chất đạm mà giữ lại mà xây dựng lại được ấy là nó sẽ cao thì cơ bắp chúng ta nó sẽ tăng trưởng là chuyện đó còn cái chuyện catabolic là cái chuyện mà nó phải diễn ra chúng ta mới có năng lượng các bạn nên nhớ một cái kiến thức căn bản như thế catabolic dị hóa là để chúng ta có năng lượng chứ không phải là nó là một cái gì đó mà người ta hay đưa ra để gọi là dọa sợ các bạn ấy những cái rất là bullshit những cái rất là vớ vẩn như là quay sẽ giúp gọi là tăng cường gọi là đồng hóa xây dựng cơ bắp rồi gọi là ngăn chặn dị hóa này kia nó không phải nằm nhiều chuyện như thế nó chỉ nằm ở cái chuyện là nó tăng cường cái anabolic nhờ cái kích thích đến cái em cho pathway thôi một trong những cái pathway mà quyết định cái chuyện là tăng trưởng của tế bào cái chuyện là điều chuyển năng lượng cái chuyện mà tăng sinh nói chung ấy thì mình nói luôn là như vậy để cho các bạn hiểu đây là các bạn không dễ mất cơ các bạn đừng có sợ và các bạn mất cơ cũng giống như cái chuyện là bca dùng để gọi là chống lại khả năng dị hóa trong lúc tập thì lúc tập ấy các bạn cần thiết phải catabolic cần thiết phải dị hóa để sau đó các bạn hoàn toàn có thể bồi đắp được bằng cái chuyện là dinh dưỡng bằng cái chuyện là hồi phục sau đó còn cái chuyện mà bca có ngăn chặn được dị hóa trong lúc tập như thế nào là các bạn chưa biết rõ nhưng chắc chắn rồi các bạn không cần thiết còn các bạn à, có được bổ sung dinh dưỡng trong lúc tập thì cũng tốt thôi nhưng nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái quá trình xây dựng cơ bắp của bạn nó là một mối chuyện mà mình nói thêm với các bạn là các bạn phải hiểu à, dinh dưỡng phải hiểu tập luyện hay là phải hiểu sinh lý học ở một cái tổng thể và ở một cái tính chất là nó mang tính quá trình nó là cả một quá trình 3 tháng 6 tháng một năm chứ không phải là một vài ngày và nó không có đơn lẻ hay nó không có theo cái kiểu vật lý là dị hóa cứ gọi là dị hóa đi đi riêng tách biệt và đồng hóa là tách biệt nó không có tách biệt theo cái kiểu vật lý như vậy những cái cơ chế đó nó đều liên quan tới nhau và chắc chắn các bạn cũng biết rồi cái điều này là mình cũng nhắc đi nhắc lại thôi tức là các bạn xây dựng hình thể các bạn tăng cơ giảm mỡ hay là các bạn giảm cân không giảm mỡ không hay các bạn tăng trưởng cơ bắp không là nó không có những cái cách thức tiếp cận đơn lẻ nó không có cái gọi là singularity approach nó đều phải tiếp cận một cách tổng thể và đều có nguyên nhân kết quả và đều có là đi kèm cái này nó sẽ đi kèm với cái kia cũng giống như chuyện bạn dùng đồ thì nó sẽ có phản ứng phụ chứ không phải là bạn dùng đồ là nó cứ tăng trưởng cơ bắp mặc định như vậy và cũng giống như một bạn có comment ở trên kênh thôi một bạn là bác sĩ mình cũng rất là cảm ơn bạn này là bảo vệ ý kiến của vincent hay là phải giải thích lại với lại những cái thằng ngu nó đi comment nó đi chém gió nó gọi là google là cái chuyện đấy là các bạn đang hiểu một cách rất là vật lý cơ học là ở cứ hóc môn vào nó sẽ mặc định là các bạn dùng hóc môn vào là nó sẽ ra hiệu quả a b c d này kia nó không phải như thế nó tùy thuộc vào những cái hệ thống cơ thể khác nhau và không phải cứ sử dụng steroid là nó sẽ bám vào cái này bám vào cái kia nó mặc định như thế nó không phải như thế nó phải quyết định là cái hệ thống của các bạn ấy nó phấn đấu cho một cái gọi là homeostasis một cái cân bằng nội môi để các bạn có thể duy trì sự sống được chứ nó không có nhằm mục đích là tăng cơ bắp hay là nhằm mục đích là cosmetic tức là mục đích thẩm mỹ để các bạn có thân hình để đi cư cẩm hay để trở thành ai đỏ rất là nhiều những vấn đề như thế này các bạn mà nghe những thông tin hù dọa ấy, là các bạn phải hiểu rõ là trong cái nghề này không sinh ra để hù dọa nhau các bạn không bao giờ mà nên đi tìm kiếm một cái vị bác sĩ nào đó hù dọa bạn là mày không dùng cái này nó sẽ tạo ra vấn đề này. Những cái người đó là những người hù dọa để bán hàng thôi. Những người đó hù dọa làm quan trọng hóa mọi thứ để bạn cảm thấy là sợ thì bạn sẽ dùng sản phẩm này, bạn sẽ phải mua cái này, bạn sẽ phải dùng cái kia thôi. Nó không nằm ở cái sự hù dọa như thế và cơ thể chúng ta là một cái cỗ máy kỳ diệu. Càng tìm hiểu thêm thì các bạn sẽ càng nhận thấy rằng là cơ thể chúng ta là một cái cỗ máy mà nó kỳ diệu đến như thế nào và nó có tính thích nghi siêu đẳng như thế nào thì chúng ta mới có thể sống sót được và chúng ta mới có thể gọi là trở nên thông minh được đơn giản là như thế chứ không phải là các bạn gọi là cứ gọi là ngu ngốc mãi là cứ bị hù dọa là ngu ngốc mãi đâu các bạn đừng lên sợ là tại vì chỉ khi các bạn không có kiến thức thì các bạn mới sợ thôi mà bạn có kiến thức các bạn chẳng có sợ gì cả thậm chí là các bạn mà có kiến thức rồi là các bạn còn có thể gọi là phá bỏ những cái quan niệm truyền thống là phá bỏ những cái gọi là rất là u mê rất là mê tín rất là dị đoan hay là rất là theo cái kiểu là dân gian lang băm như vậy các bạn phải biết rồi lang băm rất là nhiều và bây giờ lại còn có pt cỏ hay là pt băm nữa thì mình không biết nhưng mà khi các bạn nhận thông tin ấy các bạn hãy phải xem xét xem là ở à, cái tổng thể như thế nào và những cái kiến thức căn bản này các bạn nên cập nhật của các bạn đừng bị dọa sợ bất kỳ cái gì cũng giống như cái chuyện là thiếu hụt testosterone hay là dị hóa cơ bắp hay là mất cơ hay là sẽ sinh ra chuyện này chuyện kia những cái liên quan cơ thể các bạn ấy các bạn hãy hiểu một cái mindset nếu các bạn có vấn đề về mặt bệnh lý thì tìm đến bác sĩ nếu các bạn có những cái vấn đề nào đó về mặt mục tiêu là các bạn muốn tăng trưởng sức khỏe tăng trưởng được gọi là về mặt hình thể thì các bạn hãy tìm tới những người chuyên nghiệp những người có kiến thức hoặc là các bạn hấp thụ kiến thức để các bạn tự mình có thể đạt được mục tiêu của mình nó chỉ có những con đường như thế chứ không có ai mà gọi là có thể ngăn cản được bạn hay không có cái kiến thức nào mà sinh ra để hù dọa bạn này làm bạn sợ cả nên là rất là mong các bạn sẽ hiểu được cái mindset này và các bạn đừng quên một điều là hãy ghé xài đọc những cái bài blog mình chia sẻ rất là chi tiết trên đó ở một cái form rất là gọi là đầy đủ và dẫn chứng và có nghiên cứu dẫn chứng rất là đầy đủ để các bạn hiểu được thêm thông tin và các bạn có thể chia sẻ tới những cái người khác mà đang có cùng cái hiểu lầm hay đang cùng sợ như các bạn thì rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video và Đừng quên cho Vincent sự ủng hộ bằng cách like, share, comment trên kênh thôi. Rất là cảm ơn mọi người.